Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Cali Today, và Hương Giang xin gặp lại quý vị đang theo dõi chương trình radio phố đêm được truyền thông Cali Today phát trên băng tần 1.500 AM từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết từ sáng thì không có, mây đã quang đãng và thời tiết nắng ấm, và hôm nay thời tiết rất là đẹp. Và thưa quý vị, nhìn rất là thanh bình. Quý vị có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày gọi là ngày trái đất. Và một cái tin đáng mừng là trong khi người dân ở trên khắp hành tinh bây giờ đang stay home, tức là ở trong nhà hạn chế đi lại ở bên ngoài, thì cái điều này là một cái benefit cho trái đất của chúng ta. Quý vị biết là cái chỉ số mà ô nhiễm không khí ở tất cả mọi nơi đang giảm rất là nhiều, từ Trung Quốc, Ấn Độ cho các nước châu Âu và thậm chí cho đến Mỹ, ở LA, ở không đâu xa tại Los Angeles hay là tại San Francisco. Thưa quý vị, do tình trạng người dân ở trong nhà hạn chế đi lại và không có nhiều xe cộ thải khói ngoài đường, chính vì vậy mà thưa quý vị, môi trường sạch đẹp hơn và thắng cảnh yên tĩnh. Và quý vị có nhớ là có một lần Huy Nha đã chia sẻ với quý vị là chỉ trong vòng một tháng mà đóng cửa thì cái khu bảo tồn Yosemite của chúng ta đó, quý vị biết là động vật hoang dã ở trong đó đã phát triển rất là nhiều. Điều này cho thấy là cái sức tàn phá của con người, mặc dù chúng ta không có thấy, nhưng mà cái sức tàn phá vô hình của con người nó rất là lớn, nó tác động tới môi trường rất là nhiều. Và thưa quý vị, trở lại với cái tình hình thực tế của chúng ta, thực tế là California vào ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết là bao giờ cái shelter in place sẽ được nới lỏng, bởi vì ngày hôm nay trong cái cuộc họp báo thì thống đốc Gavin Newsom ông không có đưa ra được một cái timetable, tức là một cái thời biểu cụ thể. Tí nữa mình sẽ quay trở lại cái buổi họp báo của ông Gavin Newsom. Như vậy thì chúng ta chưa biết là California khi nào sẽ được nới lỏng cái hạn chế đi lại, cái shelter in place. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có Georgia, thì Georgia quý vị biết, quý vị theo dõi tin ngày hôm qua Giang đã chia sẻ là thứ sáu này tiểu bang Georgia hiện nay đang được xem là đang đánh một cái canh bạc lớn, đó là thứ sáu họ sẽ cho mở cửa lại những cái cơ sở thương mại, chẳng hạn như là chơi bowling. Quý vị có tin không, chơi bowling thì quý vị phải cầm tay, thưa quý vị, tức là quý vị phải cầm tay để đẩy trái banh, và trên bề mặt được xem là, thưa quý vị, sẽ có cái nguy cơ mà nhiễm virus cao. Hair salon, những tiệm tóc, tiệm nail, gym, tức là phòng tập thể thao hay là xăm hình, tất cả những cái cơ sở thương mại như vậy sẽ được mở cửa vào thứ sáu, và đây được xem là một canh bạc lớn, và cả quốc gia sẽ nhìn vào Georgia để xem thử là liệu Georgia mở cửa như vậy có những cái ảnh hưởng gì không, những cái tác động gì không. Nếu như mà tiêu cực, thưa quý vị, thì các tiểu bang khác họ sẽ chung chân, mà nếu như tích cực thì các tiểu bang khác họ sẽ theo. Nhưng mà cho đến giờ thì đã có một số tiểu bang họ đã cho biết là họ sẽ từ từ tái mở cửa trong thời gian tới. Colorado vào ngày hôm nay họ cho biết là đến chủ nhật này thì họ sẽ lift cái shelter in place, tức là sẽ cho mọi người đi lại bình thường, nhưng mà vẫn yêu cầu là giữ cái khoảng cách, giãn cách xã hội hay là cách ly xã hội, và thưa quý vị, che mặt, che mũi, che miệng khi mà đi ra ngoài. Thì đó là tiểu bang Colorado mới nhất. Còn trước đó thì có tiểu bang, thưa quý vị, Tennessee hay là tiểu bang South Carolina, thì những cái tiểu bang này thì họ đều đã lên kế hoạch rồi. Và thưa quý vị, Cali thì như Hương Giang nói, chúng ta chưa chưa được biết. Để Hương Giang quay trở về nhìn cái con số một chút xíu. Quý vị có biết vào lúc này đây thì trên thế giới chúng ta có cái con số là hơn 2 triệu 6 người bị nhiễm virus corona, tử vong là hơn 183.000, gần 190.000, 84.000 rồi, thưa quý vị. Riêng ở Mỹ, Mỹ vẫn là đứng đầu, trên 840, thưa quý vị, gần 846.000 ca nhiễm virus corona, với cái con số tử vong là hơn 47.000, 40 hơn 83, gần 84 người đã được bình phục, và cái con số mà nằm trong cái tình trạng nguy cấp thì vẫn ở hơn 14.000. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ cái bức tranh hơn. Bây giờ chúng ta quay, quý vị biết là California vào lúc này đây thì chúng ta có bao nhiêu trường hợp không quý vị? Bây giờ California đã có trên 37.000
ca dương tính với virus corona và cái con số tử vong thì ít nhất là 1.419. Và quận hạt Los Angeles vẫn là quận hạt đứng đầu tiên và họ đã có 732 người bị thiệt mạng vì virus corona, cái con số nhiễm nhiễm bệnh là hơn 16.000. Đứng thứ hai quận Riverside, đứng thứ ba quận San Diego, quận Santa Clara của chúng ta đứng thứ tư với cái con số là gần 2.000 ca nhiễm virus corona và 94 người tử vong. Thưa quý vị, bây giờ quận hạt Santa Clara vào ngày hôm nay đó thì họ có đưa ra trên cái dashboard của họ thì họ có cái số liệu về những cái ca nhiễm virus corona theo cái sách dân. Mà quý vị nhìn vào thì quý vị sẽ giật mình ở cái chỗ, thưa quý vị, cao nhất là cộng đồng Latino, Hispanic Latino chiếm 33%. Tiếp đến là cộng đồng gốc Á. Cộng đồng gốc Á của chúng ta chiếm 31%. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm có 7% mà thôi. Cộng đồng Mỹ trắng chiếm 27%. Và cộng đồng, tức là một số những sắc dân khác thì chiếm rất là nhỏ, 2%. Như vậy, thưa quý vị, cái tỷ lệ đứng đầu vẫn là Hispanic Latino, nhưng mà cái tỷ lệ giữa người gốc Á với người Hispanic thì nó không có chênh lệch bao nhiêu, chỉ có 2% thôi. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà nhìn vào cái con số của quận hạt Santa Clara thì rõ ràng là chúng ta thấy cái người Mỹ gốc Á là bị cũng khá nhiều. Và thưa quý vị, quận hạt Santa Clara ngày hôm qua có một cái tin đáng chú ý và ngay lập tức nó chớp lấy cái truyền thông quốc gia. Đó là, quý vị biết từ trước đến giờ đó, khi mà chúng ta nói đến cái ca tử vong đầu tiên, ca tử vong vì virus corona đầu tiên ở Mỹ thì chúng ta nghĩ là cái ca đầu tiên ở tiểu bang Washington nằm trong một cái nhà dưỡng lão ở quận Kirtland vào ngày 29 tháng 2. Từ trước đến giờ cho đến tận chiều tối ngày hôm qua, từ trước đến giờ thì khi mà nói về ca tử vong đầu tiên của virus corona ở Mỹ thì người ta nghĩ đến cái ca đó ở Washington. Nhưng mà quý vị biết, vào ngày hôm qua thì CDC đã gửi lại cho nhà chức trách y tế của quận hạt Santa Clara của chúng ta hai cái mẫu xét nghiệm. Hai cái mẫu xét nghiệm này là của hai người đã tử vong tại nhà, tại tư gia của họ. Một qua đời vào ngày 6 tháng 2, một qua đời vào ngày 17 tháng 2. Thưa quý vị, vào lúc đó chúng ta nhớ là cái thời điểm tháng 2 đó, xét nghiệm virus corona rất là khó. Theo cái tiêu chuẩn mà CDC đưa ra là, một là phải có những cái triệu chứng rất là rõ ràng, sốt cao, sốt rất là cao, rồi gặp những cái vấn đề về hô hấp, và có, thưa quý vị, phải có cái lịch sử, có cái hồ sơ đi du lịch nữa, tức là đi du lịch ở bên ngoài trở về thì mới được xét nghiệm. Cho nên vào lúc đó không phải ai cũng được xét nghiệm, không phải xét nghiệm rất là ít, ít người được xét nghiệm. Chính vì vậy mà các nhà chức trách y tế ở quận hạt Santa Clara đã giảo nghiệm tử thi hai bệnh nhân này và họ lấy mẫu gửi sang CDC để xét nghiệm. Và chiều ngày hôm qua thì CDC đã trả lại kết quả, và kết quả là hai người này dương tính với virus corona. Như vậy điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên được một điều, thứ nhất là những cái ca tử vong tại Mỹ, những ca tử vong COVID-19 ở Mỹ có sớm hơn rất nhiều so với cái ca ở quận Hà ở Washington vào ngày 29 tháng 2. Thứ nhất, có trước đó rất là nhiều. Thứ hai nữa là virus corona có lẽ đã có mặt ở tiểu bang California từ rất sớm, nhưng mà tại vì chúng ta không có xét nghiệm cho nên là chúng ta không có biết. Chứng tỏ là virus đã lây lan ở miền Bắc California từ đầu tháng 2. Mà quý vị biết, hồi vào lúc đó thì cái ca tử vong đầu tiên ở California thì vào ngày 6 tháng 3, được xác nhận là vào ngày 6 tháng 3. Thì bây giờ với cái kết quả ngày hôm qua thì nhà chức trách cho biết là đây chỉ là kết quả ban đầu, và bây giờ thì họ vẫn tiếp tục làm những cái xét nghiệm, họ vẫn tiếp tục điều tra để xem thử cái đường đi của virus này như thế nào, virus đã có mặt ở miền Bắc California như thế nào, bao lâu. Thưa quý vị, và có vẻ như cái thông với hai cái trường hợp này thì cho thấy là virus, một lần nữa là virus có mặt ở miền Bắc California rất là sớm. Và thưa quý vị, bây giờ quay trở lại California, ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua
Thì tiểu bang California cũng thông báo, đúng ra là cái thông tin này nó có từ trong cái memo vào hôm thứ Bảy, tức là ngày 19 tháng 4, nhưng mà ngày hôm qua thì mới được công bố rộng rãi. Vào cuối tuần qua thì Sở Y tế Công cộng của tiểu bang đã gửi memo đến cho tất cả các cơ quan y tế địa phương, các cái cơ quan y tế quận hạt, là bây giờ tiểu bang mở rộng xét nghiệm virus corona cho những người làm việc hoặc là sinh sống trong những môi trường mà có nguy cơ cao, chẳng hạn như là nhà dưỡng lão, những cái trung tâm, những cái cộng đồng mà người cao niên, hoặc là các bệnh viện, các trung tâm y tế. Bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng bây giờ California là trở thành tiểu bang đầu tiên là xét nghiệm những người không có triệu chứng, tức là không cần có triệu chứng, nhưng mà bất cứ những ai sinh sống hoặc là làm việc trong những cái môi trường như vậy, chẳng hạn như là nhà tù, chẳng hạn như là bệnh viện, trung tâm y tế hay là nhà dưỡng lão, dưỡng sinh, thưa quý vị, thì đều được xét nghiệm virus corona, không cần thiết là phải có triệu chứng. Như vậy thì cái tiêu chuẩn mà được xét nghiệm virus corona ở California thì bây giờ nó đang được nới lỏng ra rất là nhiều. Và thưa quý vị, San Francisco vào ngày hôm nay thì bà thị trưởng London Bridge thông báo là tại San Francisco sẽ xét nghiệm cho các nhân viên y tế làm việc ở bệnh viện hay trung tâm y tế công hoặc là tư, tức là cả trong cái ngành y tế tư lẫn công, không cần có triệu chứng, tất cả đều được xét nghiệm. Thì đây là một cái điểm tiến bộ của California, và chúng ta biết là mặc dù chính phủ thì cho rằng là nước Mỹ, cái xét nghiệm của nước Mỹ là tuyệt vời, xét nghiệm của nước Mỹ là tốt nhất. Thưa quý vị, tính theo cái đầu dân số, tính theo số dân số, mỗi xét nghiệm trên cái tổng số dân số thì Mỹ vẫn còn thua Nam Hàn, thưa quý vị. Và cái tuyên bố của chính phủ đưa ra là bất cứ người nào cũng được xét nghiệm thì cái này không có. Và như vậy chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn mà để được xét nghiệm virus corona thì ở mỗi nơi mỗi khác, mỗi một tiểu bang mỗi mỗi khác, nhưng mà rõ ràng California thì đi đầu trong cái vấn đề này. Bây giờ quay trở lại trong cái buổi họp báo ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì ông Gavin Newsom cho biết là vào ngày hôm nay ông sẽ cung cấp cụ thể cái kế hoạch của tiểu bang California trong vấn đề là tái mở cửa tiểu bang. Mà chúng ta biết là trước đó Gavin Newsom đã đưa ra tiểu bang California đã hợp tác cùng với tiểu bang Washington và tiểu bang Oregon, họ đưa ra một cái mô hình chung, thưa quý vị, một cái mô hình chung, rồi mỗi một tiểu bang sẽ đưa ra một cái kế hoạch riêng dựa theo cái tình hình riêng biệt của mỗi tiểu bang, nhưng mà cả ba thì có một cái mô hình chung. Và trong cái buổi họp báo ngày hôm nay thì ông Gavin Newsom cho biết là nhìn vào cái mô hình của Washington và của Oregon thì California tiến tới bây giờ ông cho phép là các bệnh viện có thể tái mở, tức là lên lịch để phẫu thuật, lên lịch để phẫu thuật những bệnh nhân ung thư và những bệnh nhân tim. Lâu nay tất cả những cái ca phẫu thuật tại bệnh viện thì đều tạm ngưng, và bây giờ thì tiểu bang đang bắt đầu cho những cái ca phẫu thuật được lên lịch để bắt đầu tiếp diễn lại, và tập trung vào hai đối tượng ưu tiên nhất, đó là về ung thư và thứ hai là về bệnh tim. Và thưa quý vị, Hương Nhan đã chia sẻ với quý vị là ông Gavin Newsom ông không có đưa ra được cái ngày cụ thể là khi nào tiểu bang sẽ mở cửa lại và mở cửa như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông bảo rằng là California vẫn chưa có sẵn sàng, it's not ready, chưa có sẵn sàng để mở lại, tái mở lại những cái khu vực kinh tế lớn. Mà ngày hôm qua đó, thưa quý vị, một số quận hạt trong đó có quận hạt Sutter hay là quận hạt Luis Obispo thì yêu cầu, thúc giục thống đốc là bây giờ phải, họ muốn là mở cửa cái quận hạt của họ sớm. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Gavin Newsom bảo rằng là bây giờ chưa phải lúc, và ngày hôm nay ông cũng nhắc lại cái vấn đề này, nói là California vẫn chưa sẵn sàng để tái mở cửa những cái khu vực kinh tế lớn, và cái điểm đầu tiên là phải bảo đảm được cái xét nghiệm để có thể tiến tới tái mở cửa. Thì bây giờ cái năng lực của California thì hiện nay đó, cái con số hiện nay là mỗi một ngày California có thể thực hiện được khoảng 14.500 cái xét nghiệm,
Và vào cuối, cái mục tiêu là vào cuối tháng 4 thì sẽ là 25.000 xét nghiệm mỗi ngày. Và trong cái giai đoạn 1 thì sẽ đạt lên khoảng, thưa quý vị, 60.000 đến 80.000 cái xét nghiệm một ngày. Đó là cái giai đoạn 1 của California. Và đạt được những cái tiêu chuẩn đó thì California mới tự tin có thể tái mở cửa lại. Và ông cũng nhấn mạnh cái năng lực của bệnh viện. Năng lực bệnh viện có thể đối phó được với cái làn sóng mà bệnh nhân nhập viện tăng đột biến. Và thưa quý vị, cũng trong cái buổi họp báo ngày hôm nay thì ông Gavin Newsom thông báo là tiểu bang mở thêm 86 địa điểm xét nghiệm nữa, mà những cái địa điểm xét nghiệm này là những cái địa điểm xét nghiệm ở những cái vùng xa xôi để tập trung vào những cái cộng đồng kiểu thiểu số, trong đó có người Mỹ gốc Phi, trong đó có người gốc Á, thú vị. Và 8 địa điểm này, 86 địa điểm này thì tập trung vào những cái địa điểm, những cái vùng ở nông thôn, vùng ở xa xôi. Và như vậy thì California chúng ta chưa biết bao giờ, có thể là liệu trong ngày cuối ngày mùng 3 tháng 5 thì liệu 7 quận hạt ở xa, ở vùng vịnh San Francisco của chúng ta có thể từ từ mở cửa lại hay không. Thì cho đến bây giờ thì thông tin này chúng Hương Nha vẫn chưa có nắm được, thưa quý vị, vẫn chưa có thông tin cụ thể. Nhưng mà rõ ràng là nếu như có mở cửa lại thì cũng chưa, chúng ta không có thể mở cửa ào một lúc, mà mở cửa từ từ. Và như nhà chức trách tiểu bang nói trước đây, tức là mở cửa lại thì những người đi làm vẫn phải mang khẩu trang che mũi và miệng, và vẫn giữ một cái khoảng cách an toàn, tức là 6 feet. Nhà hàng phục vụ khách hàng cũng không được phục vụ đông, phục vụ một lượng khách vừa phải an toàn. Thì những cái đó, thưa quý vị và Hương Nhân, ngồi HBO thì được cho là được xem là người hùng trong cái thời gian hiện nay, bởi vì HBO là hãng, và quý vị nhớ là ở nhà mình muốn coi phim HBO thì mình phải subscribe và đóng tiền. Nhưng mà trong thời gian đại dịch thì họ có đưa ra một cái số phim, rất nhiều loại phim, đặc biệt là cho trẻ em mà miễn phí. Và như vậy thì bây giờ Hương Giang đặt câu hỏi là khi mà Hương Giang nhìn vào những bộ phim như vậy, Hương Giang bảo là không biết phim sang năm mà được ra đó, được tung ra, là liệu có cảnh mà người người dân mang khẩu trang, hay là không có cái chuyện mà ào vào một cái tòa nhà nào đó mà phải lau chùi cẩn thận. Và thưa quý vị, bây giờ quay quay trở lại vào ngày hôm qua thì quý vị đã biết là tối thứ hai tổng thống lên mạng Twitter và ông bảo là ông sẽ ký một cái xác lệnh hành pháp là tạm ngưng nhập cảnh những người theo diện thẻ xanh, tức là ngưng cấp thẻ xanh. Và ngày hôm qua thì ông thông báo là ngưng cấp thẻ xanh trong vòng 2 tháng, tức là tạm thời thôi, và nhằm để đối phó với virus corona. Và bên cạnh đó thì ông muốn bảo vệ công ăn việc làm của nước Mỹ. Thực ra đây là cái động tác mà được xem là mang động cơ chính trị nhiều hơn, bởi vì chúng ta biết là cái vấn đề di trú cũng như là vấn đề di trú, vấn đề nhập cư là một trong những cái chủ đề, một cái con bài lớn mà được tổng thống đưa ra vận động tranh cử vào năm 2016, và cũng là cái con bài lớn mà được tổng thống đưa ra để tái vận động tranh cử vào năm năm nay. Chính vì vậy mà ông bằng mọi cách đã thúc đẩy xây được bức tường biên giới, ông thắt chặt cái di dân lậu và kể cả thắt chặt di dân hợp pháp. Thực ra thì kể từ ngày mà Mỹ, thưa quý vị, có đại dịch thì cái chuyện mà cấp cấp thẻ xanh hay là cấp visa hay là nhập cảnh vào Mỹ thì đã bị hạn chế rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái sắc lệnh này thì nó không có ảnh hưởng đến cái loại chiếu kháng mà lao động tạm thời, bởi vì quý vị biết cái đó rất là phức tạp, bởi vì hiện nay đó nước Mỹ đang cần một cái lượng nhân công, lượng lượng người lao động từ nơi khác vào rất là nhiều, đặc biệt là trong cái ngành y tế, đặc biệt thú vị, đặc biệt là trong ngành chế biến thực phẩm. Và cũng nhân tiện nói về chế biến thực phẩm thì quý vị biết là các nhà máy, các phân xưởng mà chế biến thực phẩm, chẳng hạn công ty Tyson là công ty chế biến thịt rất là nổi tiếng, thì bây giờ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm họ cũng đang bị lao đao rất là nhiều do virus corona. Rất là nhiều nhân viên, rất là nhiều nhà máy, rất là nhiều nhân phân xưởng đã xác nhận có những cái nhân viên của mình bị nhiễm virus corona. Quay trở lại thì như vậy, những lao động mà đã được làm việc, đã có cái chiếu khá làm việc ở Mỹ thì bây giờ không có thể ngưng được, bởi vì họ thuộc là ngành ngành lao động thiết yếu. Cái thứ hai nữa là bây giờ vẫn có những cái lực lượng lao động mà đang rất là cần thiết. Chính vì vậy cái sắc lệnh di trú này nó chỉ tập trung vào cái đối tượng thẻ xanh mà thôi, những người mà muốn trở thành chủ nhân hợp pháp, và chỉ có kéo dài 60 ngày. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì một phụ tá của tổng thống cho biết là có thể là tổng thống sẽ chưa có ký,
Không biết bao giờ ông ký, nhưng mà có thể 1 2 ngày trước mắt thì chưa có ký. Lý do tại sao là tại vì bây giờ cái sắc lệnh này nó đang được các cố vấn pháp lý của ông xem xét thẩm định lại về mặt pháp lý. Thực ra theo cái luật của Mỹ thì trong cái khủng hoảng về y tế thì tổng thống có quyền cấm nhập cảnh, còn nhập cấm nhập cư. Cái điều đó phù hợp. Cái thứ hai nữa là vào năm 2018 thì tối cao pháp viện vào lúc đó đã cho chính phủ được phép, thưa quý vị, thực thi, quý vị còn nhớ đó là cái lệnh cấm du lịch mà áp dụng cho các quốc gia Hồi giáo không? Thì như vậy chúng ta có tiền lệ về pháp lý và luật của Mỹ bảo vệ, nhưng mà tiền lệ về lịch sử thì chúng ta chưa có. Thậm chí ngay vào cái thời đại dịch năm đại dịch Spanish flu đó, cúm Spanish vào năm 1918, thì nước Mỹ thưa quý vị vẫn cho nhập cảnh 110.000 người, và ngay đệ nhị thế chiến thì chúng ta vẫn cho nhập cảnh hàng chục ngàn người, trong đó có 27.000 người là lao động và chủ yếu là từ Mexico. Chưa biết, nhưng mà quý vị ở bên ngoài thì chưa biết bao giờ tổng thống sẽ ký cái sắc lệnh này, nhưng mà quý vị ở bên ngoài thì cũng đừng có lo lắng lắm. Rồi vào ngày hôm qua thưa quý vị thì ông tổng giám đốc của CDC, tức là cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, ông Redfield, trong một cái bài phỏng vấn với tờ Washington Post thì ông đã đưa ra một cái cảnh báo rất là đáng quan ngại. Ông bảo rằng là sẽ có một cái đợt dịch virus corona nó bùng phát trở lại vào mùa thu năm nay, và vào lúc đó thì nó sẽ tồi tệ hơn. Lý do ông đưa ra make sense, đó là ông bảo rằng là vào lúc đó thì nó trùng với cái thời gian của virus cúm. Và chúng ta nhớ là hồi năm 2009 cái đợt cúm lợn, hay là còn gọi H1N1 đó, thì quý vị nhớ là thời gian đó thì cúm lợn nó cũng có cái nó có cái quỹ đạo, nó có được nó có cái quỹ đạo y chang như bây giờ, là nó xảy ra vào mùa xuân, sau đó nó quay trở lại vào mùa thu và mùa đông. Thì vào mùa thu mùa đông cũng là trùng khớp với cái thời điểm dịch cúm, cho nên ông bảo là nó sẽ tồi tệ, nó tồi tệ hơn những gì mà chúng ta đang trải qua. Như vậy thì theo lời của ông Garfield vào ngày hôm qua thì rất là quan ngại, bởi vì những gì mà chúng ta đang trải qua đây, những gì mà người dân New York trải qua thì quả là rất là kinh hoàng. Nhưng mà như vậy thì cuối năm nay còn tệ hơn nữa hay sao? Vào ngày hôm nay thì ông Bradfield, thưa quý vị, ông đã đính chính lại cái câu của mình. Ông bảo rằng ý ông muốn nói là nếu mà có đợt dịch thứ hai, khi mà virus nó quay trở lại, bùng phát trở lại vào cái đợt thứ hai, vào mùa thu và vào mùa đông, thì là cùng với cái thời gian cúm, thì nó sẽ rất là khó khăn cho chúng ta và sẽ rất là phức tạp, chứ ông không hề có ý là tồi tệ hơn. Và thú vị, như vậy là nó giảm nhẹ đi rất là nhiều. Chúng ta thấy là rõ ràng mỗi một chữ thôi, một từ thôi của các nhà lãnh đạo hàng đầu, của chuyên viên y tế, của lãnh đạo quốc gia, thì nó đều, thưa quý vị, có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Chỉ một từ thôi, thì mình chỉ có thay đổi thêm một chữ thôi thì nó sẽ giảm nhẹ đi rất là nhiều. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì tiểu bang Missouri là tiểu bang đầu tiên mà ở Hoa Kỳ đã nộp đơn khởi kiện lên tòa liên bang. Khởi kiện ai thưa quý vị? Đó là khởi kiện Trung Quốc. Khởi kiện Trung Quốc vì đã che giấu cái đại dịch virus corona. Khởi kiện Trung Quốc vì đã, thưa quý vị, đàn áp để che giấu cái thông tin về đại dịch. Và không biết là cái vụ kiện của tiểu bang Missouri nó sẽ đi đến đâu, nó có ảnh hưởng như thế nào, cái này thì chúng ta không biết. Nhưng mà theo luật của Hoa Kỳ đó thì là hạn chế là khởi kiện một quốc gia nào đó ở bên ngoài, ngoại trừ một số trường hợp rất là đặc biệt mà thôi. Và đây được xem là tiểu bang đầu tiên. Thưa quý vị, ở thành phố New York thì bây giờ theo con số thống kê mới nhất thì có gần chỉ riêng thành phố New York thì cái con số người bị thiệt mạng vì virus corona nó đã là cao gần 10.000 người. Và thành phố Houston, thưa quý vị, Houston vào ngày hôm nay thì nhà chức trách của thành phố Houston cũng đưa ra một cái lệnh là yêu cầu bắt buộc người dân thành phố Houston khi mà ra khỏi nhà thì phải mang theo khẩu trang hay là che mặt.
À, lâu nay thì ở Houston thì không bắt buộc nhưng mà bây giờ bắt buộc. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay quý vị nào mà có cơ sở thương mại ở quận hạt Alameda hoặc là quý vị có cái hồ sơ số điện thoại với quận đó thì họ đã gọi họ bỏ cái tin nhắn tự động và tất cả các số để họ thông báo là bắt đầu từ ngày hôm nay thì Alameda bắt buộc người dân đi trên xe những cái phương tiện công cộng như là xe bạc chẳng hạn thì đều phải che mũi miệng lại hoặc là mang khẩu trang, mang mask. Và Alameda trong cái thông báo, tại vì Hương Giang cũng nhận được cái thông báo như vậy, thì trong cái thông báo đó cũng nhắc là quận hạt Alameda bắt buộc người dân khi ra khỏi nhà phải mang khẩu trang che mặt lại, và khi đi ra ngoài đường thì vẫn giữ cái khoảng cách cách ly xã hội tức là 6 feet, nhưng mà điều này không áp dụng đối với những cái thành viên ở trong gia đình, và trẻ em dưới 12 tuổi thì không có cần thiết là phải mang khẩu trang. Thì quý vị nào mà ở hạt Santa Clara thì quý vị có lẽ đã biết. Quý vị biết vào ngày hôm qua thì Thượng viện họ đã phê chuẩn cái gói 400 gần 440 484 tỷ Mỹ kim, trong đó phần lớn là dành để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, những cái cơ sở mà có từ dưới 500 nhân viên mà tham gia vào cái chương trình PPP, tức là cái chương trình Paycheck Protection Program, tức là những công ty nào mà họ vẫn mở cửa, họ vẫn giữ nhân viên, vẫn trả lương cho nhân viên thì họ được vay tiền của chính phủ, và cái khoản vay này có thể được xóa luôn, ghi rất là rõ là forgivable. Và cái chương trình này được xem là cái chương trình mà popular nhất, cho nên là trong thời gian vừa qua đã cạn kiệt tiền và bị crash mấy lần. Thì chính vì vậy mà nó cái gói 484 tỷ này thì phần lớn cái số tiền là dành cho cái chương trình này. Ngoài ra thì cái chương có 75 tỷ thì dành cho bệnh viện để bù đắp vào những cái chi phí mà họ liên quan đến virus corona, cũng như chi phí mà họ bị thiệt hại về doanh thu. Bên cạnh đó thì dành 25 triệu để cho 25 tỷ để cho việc nghiên cứu và mở rộng xét nghiệm virus corona. Hạ viện ngày hôm qua, tối khuya ngày hôm qua thì bà Nancy Pelosi cho biết là rất là vừa ý với cái gói cứu trợ này, và Hạ viện sẽ sớm thông qua, và Tổng thống thì theo như ông nói là ông chắc chắn sẽ ký. Như vậy quý vị nào mà đang apply cho cái chương trình này mà vẫn chưa có nhận được bất cứ thông tin gì thì quý vị nhớ là kiên nhẫn một chút xíu. Và tuần trước thì chính phủ tạm ngưng nhận đơn, bây giờ có lẽ là đã tái khởi động trở lại. Hương Giang chưa biết là đã hay chưa, hay là ngày nào cụ thể thì cái này Hương Giang không có nắm. Tốt hơn hết là quý vị lên cái website của Sở Thuế mà về liên quan đến những cái gói cứu trợ cho COVID, thì trong cái mục mà dành cho doanh nghiệp nhỏ thì nó có bốn bốn option, thì quý vị có thể xem ở đó. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều thông tin mà Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị nhưng mà thời gian thì Hương Giang đã hết rồi. Bây giờ có một bản tin cuối cùng, đó là quý vị biết vào ngày hôm nay Bộ Y tế và Nhân sinh thông báo là họ sẽ cấp khoản để xét nghiệm virus cho những người mà không có bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế và Nhân sinh vào ngày hôm nay thông báo là họ đã phân phối, tức là họ đã chuyển hàng tỷ Mỹ kim, ngoài cái số tiền, đây là hàng tỷ Mỹ kim thêm ngoài cái số tiền mà cứu trợ của liên bang liên quan đến virus corona, để các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể, thưa quý vị, có thể sử dụng cái tiền này để xét nghiệm virus corona cho những người không có bảo hiểm. Thì thông tin này chúng tôi sẽ đăng cụ thể trên báo calitoday.com. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Stay healthy, stay safe, stay home and strong. Xin chào và xin hẹn gặp lại.